Trong chương trình tuần trước, chúng ta đã khám phá những nét độc đáo của ẩm thực đường phố Huế, cùng thưởng thức và nghe những câu chuyện thú vị trong đời sống của những người dân bản địa nơi đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ khám phá những nét tinh tế trong ẩm thực cung đình. Đan Quỳnh được mời tham gia một bữa tiệc. Để tham gia bữa tiệc này thì Quỳnh phải đến từ rất sớm và chuẩn bị. Sẽ có rất nhiều điều thú vị trong chương trình ngày hôm nay. Khi đến đây thì Quỳnh được mọi người hướng dẫn thay trang phục. Đây là bộ trang phục của hoàng hậu. Nó có vẻ khá rộng. Thêm một chiếc mũ và đôi hài đỏ. Vậy là đã hoàn tất. Mọi người cũng nhanh chóng sửa soạn trang phục, trang điểm và tập dượt với nhạc cụ. Và bây giờ nghi lễ chính thức bắt đầu. Hệt hoàng thượng, hoàng hậu an tọa. Thỉnh chư vị đại thần cùng mình phụ an tọa. Dân ngờ tử. Tấu nhạc. Xong bữa tiệc và trong vai hoàng hậu thì Đan Quỳnh cảm thấy như thế nào về bữa tiệc tối hôm nay? Thật sự là rất là cảm ơn anh Vinh. Một bữa tiệc thật sự là với em cảm thấy rất là vui, rất là bất ngờ, rất là nhiều điều mà em chưa từng tham gia một bữa tiệc quy mô hoành tráng như thế cả. Vậy thì cung đình có từ bao giờ? Cái quy mô chặt chẽ và cái thể hiện cái tính thăng hoa của cái bữa cơm cung đình nói chung hay là các loại yến tiệc cung đình hay cho tới những cái bữa ăn bình thường của nhà vua trong cái triều đình nhà Nguyễn, nó thực sự là trở nên quy mô và đạt đến một cái đỉnh cao là bắt đầu từ thời vua Minh Mạng. Sau đời Gia Long, vì vua Gia Long vốn là một vị vua mà trước khi trở thành hoàng đế, ông đã trải qua rất nhiều đắng cay, rất nhiều gian khổ trong cái cuộc chiến đấu giành lại vương quyền của mình. Thì chính vì thế, khi lên làm vua thì ông ta vẫn còn giữ lại những cái thói quen ăn uống của mình trong cái thời gian hàng vi gian khổ đó, cho nên nó chưa đạt được cái mà bây giờ trở nên là gọi là cái sự đặc trưng của cái cơm cung đình Huế. Thì đến đời vua Minh Mạng thì mọi cái đã trở nên luật có lệ và có những cái điều khoản mà bắt buộc yêu cầu phải như thế này như thế kia cho một bữa cơm từ
bữa cơm bình thường cho đến những cái đại yến trong hoàng cung. Ví dụ mình có thể nói rằng cái một bữa cơm bình thường của vua Minh Mạng thì nó bao gồm từ 35 đến 50 món ăn. Và để tổ chức những bữa cơm hàng ngày cho vua Minh Mạng, một đội ngũ phục vụ được xem là rất là hùng hậu, mang tên là đội thường thiện. Cái này cần giải thích thêm là bởi vì liên quan đến nhà vua, bữa ăn của vua thì mình gọi là ngự thiện. Những cái đồ dùng của vua thì người ta gọi là ngự dùng. Thì cái đội phục vụ cho cái bữa cơm của nhà vua người ta gọi là đội thường thiện. Số lượng lên đến 50 người dưới sự quản lý của viện thái y. Và những cái quy tắc được đặt ra về cái lựa chọn nguyên liệu cho đến cách thức phục vụ, trang trí, trình bày và ai được phép như thế nào đến đâu thì được đặt ra rất là quy củ và rất là nghiêm ngặt. Vâng thưa anh, vậy thì nguồn gốc cơm cung đình thì có từ đâu ạ? Cơm cung đình có nguồn gốc từ cái ẩm thực dân gian. Ví dụ, trải qua quá trình tồn tại và phát triển của một triều đại thì cái ẩm thực được những cái sản vật của tất cả các cái vùng miền trên lãnh thổ được triều cống mang về để dâng lên hoàng thượng dùng. Đấy. Thì đó là những cái đặc sản của các cái vùng miền, tất nhiên là những cái củ ngon vật lạ. Rồi bên cạnh đó là các cái cung tần mỹ nữ, các người đẹp khi được nhà vua tuyển về trong cung cấm thì họ cũng mang theo cái sắc thái, cái đặc trưng về cái ăn uống, cái ẩm thực của quê hương họ mang đến. Vậy là những món ăn hoàng cung là có ảnh hưởng từ những món ăn dân gian, từ những tế vật mà dân gian mình đưa vào hoàng cung đúng không anh? Vậy thì rằng những món ăn hoàng cung thường được bày trí rất là đẹp mắt. Trong bữa tiệc đó thì hầu hết là tất cả các món ăn đưa ra thì đều em cảm thấy rất là hấp dẫn ngay từ lúc mới nhìn thấy. Em thấy rất là bất ngờ ở cái tài khéo léo mà họ tỉa được những cái hình rất là bắt mắt. Vậy thì phải chăng là người Huế thì người Huế nói chung và những vị vua chúa nói riêng thì họ thường có cái xu hướng là có cái thói quen ăn uống là rất là cầu kỳ. Trong cái tính đặc trưng và nổi bật nhất của văn hóa ẩm thực cung đình Huế nói riêng hay là văn hóa ẩm thực Huế nói chung là cái sự cầu kỳ, tinh xảo về mặt hình thức và chọn lựa nguyên liệu và chế biến, thì đó là một cái đặc điểm nổi bật. Thì cái sự cầu kỳ tinh xảo mà đang quân vương nhìn thấy đó nó phản ánh lên một phần là cái tính chất đặc điểm riêng của ẩm thực Huế và ẩm thực cung đình nói riêng là như vậy. Là một đỉnh cao của nghệ thuật ẩm thực Việt. Có thể nói như vậy bởi vì theo thống kê sơ bộ trong thời gian gần đây ở Việt Nam có 1.700 món ăn thì ẩm thực Huế chiếm 1.300, có nghĩa là tương đối nhiều so với cái con số tổng của ẩm thực Việt Nam. Mỗi bữa cơm vua có tới 50 món ăn. Một món ăn do một đầu bếp trong đội thượng thiện phụ trách. Cỗ cúng trong những ngày lễ trọng đại, cỗ yến cho các quan hay tiếp sứ thần Trung Hoa và ban yến cho các vị tân khoa đỗ tiến sĩ. Cỗ bàn thường được chia thành các loại. Cỗ hạng lớn gồm 161 phẩm vị, cỗ ngọc soạn có 30 đĩa, cỗ quý có 50 phẩm vị, cỗ điểm tâm có 12 vị. Ngoài ra còn có cỗ chay để cúng ở các chùa. Hạng nhất có 25 món, hạng 2 có 20 món. Điều đặc biệt là những món ăn không dọn sẵn trên bàn mà sẽ được đưa ra theo một tuần tự nhất định. Em thấy rằng những món ăn trong buổi yến tiệc đó thì không phải là được bày lên trên bàn tiệc cùng một lúc, mà mỗi món này sẽ được mang ra liên tục, cứ dùng hết món này lại mang ra món khác. Vậy thì tại sao lại có điều đó ấy? Chứ không phải là mình lại bày lên cho nhìn nó rất là thịnh soạn và hoành tráng. Đây cũng là một cái nét riêng của văn hóa ẩm thực Huế.
hay là văn hóa ẩm thực cung đình. Bởi vì những cái món ăn như cái quan niệm của người Huế xưa và nay về cái ẩm thực, thì chuyện ăn uống đối với người Huế không thuần túy là ăn để no, ăn để giải quyết về cái vấn đề no, về cái vấn đề dinh dưỡng nữa, mà ở đây là một thú chơi. Người ta nâng tầm ẩm thực lên hàng nghệ thuật, nó không phải là một cái nhu cầu thiết yếu hàng ngày nữa. Đây là một cái, như mình vừa nói, là một cái thú chơi, có nghĩa là một cái nghệ thuật, và người Huế là như vậy. Có nghĩa rằng đối với mỗi một món ăn, mỗi một bữa cơm, thì cái đích đến có nghĩa là sự thưởng thức và cảm nhận hết cái ngon, cái đẹp và tròn vẹn nhất. Thì khi mà ta dọn từng món lên, thứ nhất ta đảm bảo được nhiệt độ của món ăn. Nếu như tất cả cũng bày lên thì đang quên thử món này một chút, ăn xong món này món kia nguội mất, thì nó sẽ không cảm nhận hết được, chứ không tròn vị của đúng rồi. Đó là một cái khía cạnh mà mình cho rằng là khi dọn từng món một thì nó sẽ là như vậy, nó sẽ cho mình được cái sự cảm nhận đầy đủ và tròn vẹn hơn. Các món ăn thì khi mà các món ăn được đưa ra thì em cũng có được biết về tên của món ăn. Em thấy rằng món ăn không những cầu kỳ, rất ngon, ngon thì cũng rất là ngon khi thưởng thức, cầu kỳ, tinh xảo, và cái tên đặt cũng rất là nghe đã rất là hấp dẫn rồi. Về nguyên gốc ở đây thì những bữa đại yến của triều đình khi mà tiếp đại các sứ thần thì có một số món thuộc về nhóm gọi là bạc trân, tức là 8 món trân quý. Thì trong đó có nem công, chả phượng. Thì nem công thực sự lấy được từ thịt đùi của con chim công. Đây là một cái loài chim rất là quý hiếm, có thể nói là bây giờ gần như là ví dụ như thế. Thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng rất là khó tìm những cái loài nguyên liệu đó. Thì chúng ta sử dụng những cái loài nguyên liệu tương tự để thay thế. Tuy nhiên vẫn phải tuân thủ cái tính thẩm mỹ trong cách trình bày. Món ngon Huế không chỉ ăn bằng miệng, mà trước hết phải thích nhìn bằng mắt, mũi ngửi thấy thơm, cảm giác thấy thèm, tai nghe những âm thanh quyến rũ, tức là ăn bằng ngũ quan. Hài hòa về màu sắc, hương vị, hài hòa về âm, dương, nóng, lạnh, hài hòa trong bố cục, chén, đũa, bát, dĩa. Hài hòa như tự nhiên và thiên nhiên chính là văn hóa Huế. Với quan niệm ăn trước hết là ăn bằng mắt, hiện nay người Huế rất chú ý, rất dụng công trong việc tạo hình, trình bày các món ăn một cách nghệ thuật, tạo nên sự truyền cảm mạnh mẽ. Khi tham gia một bữa tiệc, một bữa cơm hoàng cung thì em cũng đã cảm nhận phần nào được những cái nghi lễ và những cái sự cầu kỳ trong bữa tiệc. Vậy thì bữa tiệc hoàng cung ngày nay, tức là mình tái hiện như thế, nó có khác do nhiều so với cái bữa tiệc ngày xưa không anh? Thực ra mà nói, với góc độ của một người làm công tác ẩm thực trong ngành khách sạn du lịch Thừa Thiên Huế, thì mình có thể chia sẻ với Đan Quỳnh như thế này. Bản thân những người như mình không phải là những nhà lịch sử, và mình cũng không có tham vọng làm tái hiện lịch sử. Bên cạnh đó, về cái tính chất cầu kỳ xa hoa của một cái bữa tiệc cung đình hồi xưa, nó đòi hỏi rất là nhiều các loại nguyên liệu quý hiếm mà có thể nói rằng bây giờ là tuyệt chủng hoặc không thể tìm ra. Cho nên cái mà mình muốn mang tới cho du khách khi đến thăm Huế, ngoài hai cái di sản mà Huế đang có, thì mình cũng muốn đưa cái cơm cung đình như một cái món quà tặng, và đồng thời cũng là một cái sự giới thiệu quảng bá cái văn hóa ẩm thực của Huế nói chung và của cung đình Huế nói riêng đến với du khách trong tất cả trong cả nước và cả nước trên thế giới.
Không gì thú vị hơn khi được thưởng thức một bữa tiệc hoàng cung trong giai điệu du dương của âm nhạc cung đình. Nhã nhạc cung đình Huế là thể loại nhạc của cung đình thời phong kiến, được biểu diễn vào các dịp lễ hội trong năm của các triều đại nhà Nguyễn. Nhã nhạc cung đình Huế đã được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại. Những giai điệu được cất lên lúc tươi vui, lúc nhẹ nhàng, lúc trầm lắng, để ta thả hồn theo từng cung bậc cảm xúc. Thấy rằng là cái lúc mà bắt đầu vào một bữa tiệc, tức là nghi lễ, thì âm nhạc là một cái rất là cần thiết và quan trọng, đúng không anh? Em cảm giác như là khi nghe nhạc thì hưng phấn và phấn khởi hơn khi mình bước chân đến tham dự một bữa tiệc. Nhìn nghe có vẻ nó rất là hoành tráng. Vậy thì nhã nhạc cung đình Huế đã được đưa vào ở trong tiệc hoàng cung từ bao giờ ấy? Đó là một phần không thể thiếu trong tất cả các cái buổi tiệc lớn của cung đình hồi xưa. Và cái nhã nhạc cung đình nói chung thì cái khái niệm này nó khá là rộng lớn. Bởi vì trong nhã nhạc cung đình thì có rất nhiều thể loại nhạc. Thì cái mà Đăng Quân vừa nhìn thấy đó là một phần của người ta gọi là yến nhạc, tức là những cái âm nhạc phục vụ cho yến tiệc. Bữa tiệc âm nhạc. Sâu hơn về nhã nhạc cung đình, cái hệ thống âm nhạc để phục vụ cho những cái yến tiệc. Và đó là một cái điều không thể tách rời cho những cái buổi tiệc sang trọng. Khi đã tham gia vào một bữa yến tiệc cung đình thì Đan Quỳ lúc đó thì rất là thắc mắc, là không biết rằng là những đầu bếp của nhà hoàng cung họ đã làm như thế nào để chuẩn bị được một cái bữa tiệc như đó. Như thế lúc đó thì Đan Quỳ có đi tìm hiểu, em có vào trong khu vực bếp gặp chị Yến và tìm hiểu về một số những công đoạn để làm ra một số món ăn. Không khí ở đó thì cực kỳ là tấp nập. Lúc đó thì mọi người cũng đang chuẩn bị cho một bữa yến tiệc tiếp theo. Có vẻ như là mọi người đều rất là chú tâm. Người thì tỉa hoa củ quả, người thì nấu. Nhưng lúc đó cũng rất là may mắn cho Quỳnh là được gặp chị Yến, cũng khá là nhiệt tình. Và chị đã giới thiệu cho em về một số những món ăn. Khi món đầu tiên chị Yến giới thiệu đó là món cũng là một món khai vị đó, là món phượng hoàng khai vị. Ngay cái cách mà chị ý làm, từ cách chọn nguyên liệu ấy, thì cái việc chọn nguyên liệu như thế thì trong tiệc hoàng cung để làm những món ăn đó thì cái việc chọn nguyên liệu quan trọng như thế nào ạ? Để làm ra được một món ngon thì nguyên liệu là một yếu tố hết sức quan trọng để tạo nên cái chất lượng của một món ăn đó. Thì đối với các cái món ăn mà Đăng Quỳnh vừa thưởng thức thì những cái nguyên liệu nó không phải là những cái nguyên liệu quý hiếm như hồi xưa, nhưng với khách sạn của mình
với tiêu chí phục vụ của một khách sạn 5 sao thì cái câu chọn nguyên liệu, yếu tố an toàn thực phẩm, mức độ tươi ngon về hình dáng rồi chất lượng của cái thực phẩm đó đương nhiên là phải hết sức nghiêm ngặt nhằm bảo vệ cái sức khỏe của khách hàng và đồng thời là cũng nâng cao được cái chất lượng của món ăn. Thì cái khâu chọn nguyên liệu như Đan Quỳnh đã gặp Phi Yến và Đan Quỳnh đã nhìn thấy cái món đầu tiên là món phượng hoàng khai vị thì những cái thực phẩm đó thì những nguyên liệu đó là không phải có phải là quá khó kiếm đúng không ạ? Những món ăn đó thì nó có những cái nguyên tắc cụ thể hay không? Tức là có cái công thức nấu nướng mà ngày xưa để lại hay không? Hay là các o các mế của Huế đã truyền lại cho nhau để rồi bây giờ những cô gái Huế như chị Phi Yến chẳng hạn rất là khéo léo, rất là khéo tay để làm ra những món ăn cung đình. Thực sự mà nói thì đối với những cái món ăn mang tính đặc trưng ở Huế thì phần lớn không có công thức, mà những công thức đó ở đây mình nói cho rõ có nghĩa là có công thức nhưng công thức đó không được chép ra trên giấy hoặc trên một cái tài liệu nào cả, mà đó là những công thức bị truyền, chỉ những người mẹ người ba dạy cho con cho cháu của mình để làm cái của hồi môn khi mình đi về nhà chồng, nó thể hiện được cái vấn đề công dung ngôn hành của người phụ nữ Huế. Trong một bữa tiệc cung đình thì em thấy cái việc trang trí bàn tiệc thường là những bông hoa sen hay cả những món ăn cũng thế, thì cái hình tượng hoa sen cũng được đưa vào. Vậy thì hình tượng hoa sen có ảnh hưởng như thế nào đến ẩm thực của Huế nói chung và ẩm thực cung đình nói riêng? Hình tượng hoa sen ở Huế thì nó rất là gần gũi và cũng hết sức là quan trọng đối với người dân xứ Huế. Theo như mình biết thì bây giờ hoa sen hồng cũng đã trở thành là biểu tượng của quốc gia, đó là quốc hoa phải không ạ? Nhưng riêng với Huế thì nó thực sự cũng đã là một cái biểu tượng từ lâu đời rồi. Như Đăng Quỳnh đã biết thì hoa sen nó là tượng trưng cho sự tinh khiết và Huế là một trung tâm lớn về tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng. Thì cái như Đăng Quỳnh thấy cái hình tượng của Phật Bà Quan Âm ngự trên đài sen thì cái sự ảnh hưởng từ phía tôn giáo đến người dân Huế thì chứng tỏ là hoa sen đã quá gần gũi từ ngàn đời này đối với người dân Huế rồi. Còn với ẩm thực thương của Huế nói chung hay là ẩm thực cung đình nói riêng thì cái hoa sen nó chiếm một cái vai trò rất là quan trọng và nó có tầm ảnh hưởng rất là lớn. Đầu tiên có thể nói rằng cái những cái hạt sen mà Quỳnh vừa dùng qua thì cảm thấy cũng là khá đặc biệt. Vâng, em thấy có một cái vị rất là riêng. Những hạt sen thì khá là nhỏ nhưng mà nó rất là thơm. Đó là cái món cơm gói lá sen nhé. Tức là lúc nhìn thì như một bông sen đang nở vậy, rất là đẹp mắt. Và những hạt cơm rất là thơm cùng quyện với cả mùi sen, mùi lá sen rất tinh khiết, thật sự là rất là thú vị. Cái món đấy thì em cũng được chị Yến giới thiệu. Đấy, thì mình muốn nói với Quân một điều rằng ấy, hạt sen đó được gọi là sen tiến, tức là đó là một sản vật của các vùng miền người ta đem về tiến cung. Thì nhà vua sử dụng, nhà vua thưởng thức, nhà vua thấy đánh giá rất là cao. Và như Đăng Quỳnh thấy rằng cái hệ thống sông ngòi ao hồ ở Huế trong cái hoàng thành nó rất là nhiều, nó chiếm khá nhiều diện tích và nhà vua đã cho trồng sen đỏ lên cả cái hệ thống hồ quanh thành và đặc biệt là hồ Tĩnh Tâm. Và cũng rất là trùng hợp
thì cái giống sen đó nó phù hợp với cái thổ nhưỡng và nó cho ra những cái sản phẩm, những cái hạt sen mà như Quỳnh thấy nó rất là ngon. Đối với du khách đến thăm cố đô Huế, được thưởng thức một bữa ăn mô phỏng lại những bữa tiệc cung đình là một trải nghiệm thú vị. Đến với không gian khách sạn Hoàng Cung, ta sẽ có cơ hội thưởng thức và tìm hiểu về những món ăn và cách thưởng thức một bữa tiệc cung đình Huế. Với sự bố trí hợp lý về không gian kiến trúc, nơi đây khiến cho ai khi bước vào cũng ngỡ mình lạc bước trong cung điện. Phải khẳng định rằng món ăn ngon và đẹp mắt chưa đủ, nó thật sự đạt đến đỉnh cao nghệ thuật khi kết hợp với không gian, với những nghi lễ bắt buộc. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một bữa tiệc hoàng cung. Các nghi lễ thì rất cầu kỳ và phức tạp. Các món ăn thì rất là ngon và tôi cảm thấy rất là vui. Cơm cung đình, một phong cách ẩm thực được hình thành để phục vụ triều đình nhà Nguyễn trong hơn một thế kỷ đóng đô ở đây. Có thể khẳng định đó là đỉnh cao nghệ thuật ăn uống Việt Nam. Khi quyết định để đưa dịch vụ cơm cung đình vào kinh doanh, chúng tôi muốn góp một phần để giới thiệu, quảng bá đến với tất cả các du khách đến với Huế hiểu được cái truyền thống ẩm thực cung đình của các triều đại phong kiến Việt Nam. Và đặc biệt chúng tôi cũng muốn góp một phần rất nhỏ vào trong việc duy trì những cái món ăn truyền thống cung đình đang ngày một mai một đi theo thời gian. Quý vị thân mến, như vậy là trong chương trình ngày hôm nay chúng ta đã được tham gia và thưởng thức một bữa tiệc cung đình. Tuy rằng đó chỉ là một sự mô phỏng, nhưng Đan Quỳnh nghĩ rằng cũng sẽ giúp quý vị và các bạn phần nào hiểu được những nét tinh tế trong ẩm thực hoàng cung. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu về văn hóa ẩm thực Việt và tìm hiểu về văn hóa ẩm thực Hoàng Cung trong những chương trình tiếp theo. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và chương trình cũng rất là cảm ơn anh Vinh đã tham gia và giúp Quỳnh cũng như khán giả tìm hiểu về những nét đặc sắc, những nét tinh tế trong ẩm thực Hoàng Cung. Vâng, xin cảm ơn. Xin chào khán giả. Trong tuần sau, chúng ta sẽ trở về một nơi thanh tịnh của thành phố Huế để cùng thưởng thức những hương vị thơm ngon của trà cung đình và cùng khám phá những nét độc đáo trong nghệ thuật thưởng thức trà cung đình.